Đến lúc Quang Hải rời Pháp, liên tục không được đăng ký và phải xuống chơi với đội B của câu lạc bộ Pau, tương lai Quang Hải tại League 2 đang trở nên mờ mịt. 244 phút ra sân, một bàn thắng là những con số không quá tệ đối với Quang Hải, người phải chơi ở giải đấu có trình độ cao như League 2 ngay lần đầu xuất ngoại. Tuy nhiên, khi nhìn những gì đang xảy ra ở Pau, tiền vệ sinh năm 1997 nên tính tới phương án tìm một môi trường mới dù anh còn hơn một năm hợp đồng với đội bóng này. Toan tính thất bại, trước AFF Cup 2022, Quang Hải trải qua chuỗi trận khó khăn ở câu lạc bộ Pau khi chỉ được thi đấu 34 phút trong 10 trận gần nhất. Thậm chí, La République des Pyrénées, tờ báo địa phương vùng Pau, còn đánh giá anh là một trong những cầu thủ tệ nhất đội bóng sau nửa đầu mùa giải. Vì thế, tiền vệ này cần một điểm tựa để trở lại mạnh mẽ hơn. Anh cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã nỗ lực thuyết phục câu lạc bộ Pau để cựu tiền vệ Hà Nội trở về thi đấu ở AFF Cup 2022. Nếu tỏa sáng tại giải vô địch Đông Nam Á, Quang Hải sẽ có thêm sự tự tin, niềm cảm hứng để tiếp tục cạnh tranh vị trí ở Pau. Tuy nhiên, anh không thể hiện được phong độ tốt nếu không muốn nói là có màn trình diễn nhạt nhòa tại giải đấu này. Để rồi khi trở lại, Quang Hải rơi vào tình thế, mất cả chì lẫn chài. Anh không tập luyện cùng đội bóng trong khoảng thời gian dài và cũng không lấy lại được nguồn cảm hứng như những gì đã toan tính. Thậm chí, Quang Hải còn gặp khó khăn nhiều hơn so với thời điểm trước AFF Cup 2022. Anh có thêm đối thủ cạnh tranh vị trí tiền vệ tấn công là Quentin Boisgard, cầu thủ trưởng thành từ Toulouse, một câu lạc bộ khá nổi tiếng ở Pháp. Ở 3 trận gần nhất, Quang Hải có vỏn vẹn 1 phút ra sân và không được chạm bóng lần nào. Thậm chí, trong cuộc đối đầu Paris FC, anh không được điền tên vào danh sách đăng ký. Hôm 5 tháng 2, anh phải xuống chơi cho Pau B ở giải hạng 5 và cũng không để lại dấu ấn nào. Khi đồng ý để Quang Hải về thi đấu ở AFF Cup 2023, huấn luyện viên Tholot đã chia sẻ, động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Quang Hải sẽ có ít thời gian thi đấu hơn. Và điều này đang xảy ra, lối đi nào cho Quang Hải? Quang Hải năm nay 26 tuổi, nghĩa là anh vẫn còn có thể ở đỉnh cao phong độ trong vòng 3, 4 năm nữa. Tuy nhiên, nếu anh cố gắng chờ đợi cơ hội ở Pau thì đó là một sự lãng phí. Anh cần thi đấu thường xuyên để duy trì cảm giác bóng, sự tự tin. Nhưng thực tế cho thấy Quang Hải không phù hợp với League 2. Quang Hải là cầu thủ khéo léo, thi đấu dựa trên kỹ thuật. Tuy nhiên, League 2 đòi hỏi thể lực, khả năng tranh chấp, va chạm liên tục. Quang Hải là một trong những cầu thủ mà tôi đã theo dõi để xem có thể đưa cậu ấy đến Tây Ban Nha hay không. Thành thật mà nói, cậu ấy đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi và một vài câu lạc bộ thực sự quan tâm. Tôi nghĩ giải hạng nhì hoặc hạng ba Tây Ban Nha cũng rất chất lượng và cậu ấy có thể chơi ở đó, Sasi Kuma, cựu tuyển thủ Singapore và đang là một nhà môi giới bóng đá, chia sẻ với Zing. Sasi Kuma nói thêm, nhưng cậu ấy quyết định đến Pau FC ở Pháp. League 2 không phải một giải đấu dễ chơi, mọi người nói đó chỉ là giải hạng 2 của Pháp, nhưng có rất nhiều cầu thủ tài năng ở đó đấy. Đừng quên, rất nhiều cầu thủ châu Phi cũng đến đó. Vì vậy, Quang Hải đang đối đầu với rất nhiều tài năng. Cựu tuyển thủ Singapore cho rằng Nhật Bản hay Hàn Quốc là môi trường phù hợp hơn với Quang Hải. Ông nói, đó là điểm đến thiết thực hơn. Chúng ta đã thấy những người như Chanathip làm rất tốt ở Nhật Bản. Và tôi biết G1 League đang làm rất nhiều để đưa các cầu thủ Đông Nam Á đến đó. Họ khá thông minh để làm điều này. G1 League hay K-League 1 là điểm dừng chân của rất nhiều cầu thủ Đông Nam Á. Nếu muốn về nước, Quang Hải cũng có một điểm đến chất lượng là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo tìm hiểu, tân binh B, League cũng rất muốn có được chữ ký của tiền vệ này. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đủ tài chính, tham vọng, tiềm lực, những điều đã được thể hiện trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2023, để giúp Quang Hải chinh phục thêm những danh hiệu. Nếu Quang Hải rời Pau, nhiều người có thể đánh giá rằng anh đã thất bại. Tuy nhiên, đó là điều bình thường trong bóng đá. Ông Pierpong Puean, huyền thoại bóng đá Thái Lan, chia sẻ với Zing, nếu thất bại ở Pháp, không sao cả. Cậu ấy vẫn phải cố gắng và không được từ bỏ, trở về một môi trường như K-League 1 được không ư? Vẫn ổn thôi, bóng đá là vậy đó, bạn luôn phải hướng về phía trước. Bạn luôn phải chiến đấu để tìm ra giải pháp cho bản thân mình. Có thể bạn chưa thành công, bạn lại tìm một môi trường khác và thử lại thôi. Đừng lo lắng quá nhiều, và với một ngôi sao như Quang Hải, anh luôn có nhiều sự lựa chọn.